Trước khi tiếp tục vào video thì mình muốn cảm ơn Lovito vì đã đồng hành cùng với mình trong vlog tuần này. Và toàn bộ outfit trong video này mình đều đặt từ Lovito ấy, nên là mọi người có thể nhấn vào link mua mà mình để ở với phần mô tả. Và mọi người đừng quên đánh dòng chữ Lovito List vào mục tìm kiếm ở trên Shopee để nhận được những cái mã giảm giá siêu hời khi mà đặt nhiều đồ như mình nha. Quay sang mình rất thích công cụ, nhưng mà bây giờ mình đã biết cũng rất công cụ rồi. Và cái trải nghiệm hoặc là truyền thông được hưởng thông qua cái OOH mà bạn hay dùng thì đó là qua rất là cái hiểu được cái tùy xem đấy là group của mình hay không. Không có đúng sai đâu, phải có biết thì chúng ta biết, mà người bạn sau này cũng là đang không phải đúng. Cái việc mà người ta đăng bài như thế thì người ta sẽ tính là share media hay là căn bản nhưng mà học vấn đề đấy rồi đúng không? Nhưng trên đi tổ marketing nó càng thể hiện một cái vấn đề quan trọng hơn. Mọi người, bây giờ đang là 2:37 rồi và một rưỡi là mình phải đi đến trường bởi vì mình có tiết học thể dục ấy, mình học taekwondo. Nên là bây giờ về nhà ăn cơm.
Mình định là mình sẽ ngủ trưa, nhưng mà thời gian như này thì chắc cũng chẳng thời gian ngủ trưa mà. Ăn cơm xong thì nào sẽ đi học luôn này. Quên điện thoại rồi. Đấy. Đi. Mày auto anh dùng rồi. Máy của bạn cái tùng đó. Ở kia cũng có ấy. Rồi, mở ẻ đây này. Đây, cái phòng bên này ý là cho nó to ra ấy. Thì đấy, nhưng mà xin nhìn cho thì vai trò của truyền thông đa phương diện đi thì là ngành phục vụ đồ ăn và thức uống tác động đến biến phụ thuộc đó là sự phát triển của ngành dịch vụ kinh doanh ở Việt Nam của iOS.vn. Sao bây giờ vẫn chưa hết nhỉ? Không thích. Phải về. Đây đang là 6:15 rồi và hôm nay là thứ bảy. Sáng nay là mình phải dậy từ lúc 5:30 sáng để mình. Sáng nay là mình dậy từ lúc 5:30 sáng để mình chuẩn bị sắp đồ để tí mình đi học xong là mình hôm nay mình học cả ca một thôi, mình học xong là tầm 9:30 rồi mình đi về Hải Phòng luôn. Nên là để nói gì nhỉ? Thì sáng nay mình định mặc cái này để vào một cái chân váy chị A được rồi. Má hơi được quá. Mình đi vào cái chân váy này nhưng mà mình nghĩ là sau khi học xong là mình phải lên xe mình về quê, nên là chắc là mình lại phải mặc đơn giản tí thôi. Làm chứ. Đây là cái quần ngủ của mình luôn đấy. Thôi thì chắc là đơn giản tí. Ok, đi học này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.
Mình vẫn chưa mở cửa. Má ơi, đây 243.000 sắp. Sư phụ, lên lên gọi sư phụ đi. Lên gọi sư phụ đi. Cái phần đây cơ sở cho đơn vị hiện tại. Cái phần này ý là cái phần đấy là khi mà em chọn em đưa ra cái định vị và mày ở Hải Phòng ấy. Pha nóng. Vâng, cái pha nóng. Đây có topping gì ạ? Topping của bọn em là ở chỉ dùng xe mờ, nhưng muốn giảm đường